Hello, Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Anh chị ơi, hôm nay em về một con xe Chevrolet đời 2009 nè. Em đang đứng ở chỗ trung tâm thành phố Bá Lộc đây. Đây là Bồ Hồ nè. Nơi này là không gian rất là yên tĩnh nha anh chị nha. Ở đây anh chị buổi tối anh chị có thể đi tập thể dục. Đó, đi dạo Bồ Hồ rất là ok luôn. Nước thì rất là trong xanh và mát mẻ. Có những cái ghế đá ngồi nè. Đó. Đây, em về con Chevrolet đời 2009 nè. Em đi sơ qua cái đồng sơn cho toàn thể tất cả anh chị xem nhé. Thế nè anh chị ơi, cái con xe này là đồng sơn đã sơn lại hết nguyên con rồi, nhưng mà chủ nhà đã đầu tư nè, sơn một nước sơn rất là xịn nè. Đây là những sóng của nó nè. Đó, xe này không có xíu cứng đục luôn nha anh chị nha. Máy nổ rất êm ạ. Con này 0.8 năng xăng tầm cỡ 6 lít trên 100 km thôi. 4 vỏ nè, 4 vỏ nước mới 70% luôn. Em quay luôn từ gầm bề cho chị coi nhé. Gầm bề gầm bề nè, không có bục mọt, không có bục điện như anh chị nha. Đó, đây được ốp mâm nè. 4 vỏ còn mới với nhau nha anh chị. Nè, đồng sơn đó nè. Con này đã được trang bị thêm một bộ tem thể thao rất là đẹp luôn. Đây nè, những cái sóng của nó nè. Tay rồi, ốp inox hết rồi. Chủ nhà đã đầu tư tích hợp là đây nè, có gắn thêm một cái cản nè. Cản này để anh chị đi du lịch, anh chị để đồ rất là tiện lợi nhé. Đó, Chevrolet đời 2009. Phong dáng của con xe đây. Xe nè anh chị không? Xe không có xíu cứng đụng luôn. Nhìn cái chiếc xe nó quá cọp với con xe này luôn chị ơi. Đã trang bị đầy đủ đồ chơi rồi. Vỏ nè. Đây em quay phần vỏ cho chị coi nè. Vỏ nè. Đó, vỏ nước mới. Sau gầm bề nè. Xe có xe em nói vậy anh chị nhé. Gầm bề nè, không có một xíu gì nha. 4 vỏ được ốp hết toàn bộ rồi. Nè, chất đóng cửa nè. Cho chị coi nè. Nó rất khít, rất liền lạc luôn. Mua về là sử dụng chạy thôi, không phải làm bất cứ một khoản gì hết. Đó, em quay luôn phần tắp ly cửa cho anh chị coi nhé. Đây nè, tắp ly cửa nè. Tắp ly cửa là nguyên zin xe luôn. Bốn kính chỉnh điện toàn diện hết nha. Xe còn đẹp lắm, không có tí cứng đục. Đây là những cái vân gai nè. Vân gai theo xe là đời Chevrolet đây nè. Em quay phần chị nẻo cho anh chị coi nè. Chị nẻo nè. Đó, cái này là bụi bẩn anh chị ơi. Cái này rửa sơ nó rất là đẹp và bóng luôn. Đó chị thấy không, bốn cửa chị nẻo đó, nguyên zin. Đó, xe này đẹp lắm, không có tí cứng đụng luôn. Là đã được chủ nhà tích hợp nè, tích hợp này. Gắn đèn hết rồi anh chị thấy không, đó đèn đó. Được trang bị thêm một cái màn hình đi DVD. Máy lạnh em đang mở luôn nè, rất mát. Máy lạnh không, xe còn đẹp lắm, nồi thất đẹp, ghế nè. Đó, cái này là ghế da nhé, không có mục mọt hay rách đó, bất cứ một cái điểm gì luôn. Gối nè, gối dựa nè, bên đây cũng vậy nè. Xe còn đẹp lắm chị ơi, mua về là sử dụng thôi. Trần nè, nè, đó trần nỉ theo xe đã được bọc tấm ni lông cách nhiệt hết rồi nhá. Đèn nè, đó đèn hai màu rất đẹp nè chị thấy không? Đó, xe còn cọp lắm, nội thất đẹp. Đây là những cái sóng lường nè, không bị cong vênh nhé, không bị dập luôn nhé. Con này không có một xíu cứng đục nha anh chị nhé. Đây nè, đó sóng lường đó, nguyên zin hết bản lề, là không có bị xệ bất cứ một điểm nào nha anh chị nhé. Nãy giờ anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Quá đẹp với con xe này luôn. Nách nè, em quay luôn phần nách cho chị coi nhé. Nách nè, chị nẻ trong nách nè, đó đinh tán nè. Trời thì rất là nắng mà em quay, em ngồi trong xe em mở máy lạnh rất mát. Mọi thứ chức năng trên đồng hồ hiển thị được còn hoạt động là hết nha. Con là đi 314.444 km nha anh chị nha. Xíu em sẽ test luôn nè. Trang bị nè, một cái đầu đầu cảm biến đây, đầu âm thanh giải trí nè, học chế độ nè. Đây nè, nhà đầu tư thêm một lớp da
Lớp này là lớp da cừu hay lớp da gì á, vải rất là mịn đây đó. Xe đó học nè, nó tắp lô tắp ly của nó đó, đẹp lắm. Xe này quá đẹp, quá chất luôn, chạy rất bốc. Ống cửa nè, chất lắm cửa nè, rất nhẹ nhàng, các chị thấy không? Không có một xíu là cong vênh luôn. Chị nẻo bên đây nè, em quay luôn phần chị nẻo bên đây cho anh chị coi nha. Đây nè, chị nẻo nè, à, nó có mất một xíu đây thôi, nó mất có một xíu đây thôi, còn chị nẻo nè, chị thấy không ạ? À? Nó zin Grand Z luôn, tắp ly sâu nè. Đây là người ta đã tích hợp, người ta đồ thêm, người ta gắn thêm một cái đồ để nước để đồ nè, đây nè, chị thấy không? Kiến nè, gương nè, kính chiếu điện nè, rất mượt mè nha, đã được chủ nhà ốp tấm kính cách nhiệt hết rồi. Nội thất nè, bọc hết toàn bộ da ngồi rồi. Đây nè, cổ gối nè, đây nè, lớp da, đây là lớp da bọc rồi nó nè, còn cái lớp da trong nè, đây nè, không có mục mọt anh chị thấy không? Đó, còn rất mới, nội thất mới 80% luôn. Đây nè, đó, không có mục mọt, cứ một cái điện, cái khoảng là hết nha anh chị. Xe còn cọp lắm, mua về là chạy thôi. Em đây là đây đó, cái bộ này là cái bộ gimbal của em. Đây là cái bộ gimbal của em nè. Cái bộ này để em chuyên về em quay xe nha anh chị nha, em quay xe chống rung đây. Em mua đến mấy cái là để em chuyên làm về clip xe thôi, quay hình ảnh cho nó sắc nét. Sàn nè, đó, không có mục mọt hay rách bất cứ một cái khoảng này nha anh chị nha. Nách cửa nè anh chị coi, em quay chi tiết cho phần chị coi phần nách cửa nè, nách cửa nè anh chị, thấy nách cửa không? Đó, chị nè trong nách đó còn nguyên zin hết. Xe này đã được sơn là hết con rồi nha anh chị, nhưng mà chủ nhà đó, người ta đã đầu tư là sơn một cái lớp sơn rất là xịn đây nè, rất bóng anh chị thấy không? Bóng loáng luôn, sau nè, đèn sau rồi ốp inox có toàn diện rồi nè, là cách nhiệt nè, phin cách nhiệt hết rồi nè đó, bảng số gốc trong em luôn nha, 49E10516, con này là đầu năm số nha anh chị nha. Đây nè, chủ nhà là tích hợp nè, gắn thêm cái cản đó nè, cái cản gắn phía sau để khi mà anh chị ve nó không bị trầy trụ vào cái lớp sơn bên trong này nhá. Là form xe nè, form dáng của con xe Chevrolet đời 2009 đây, quá đẹp luôn. Con xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì anh chị? Tích hợp nè, cản nè, cản inox nè, đó anh chị thấy cản inox không? Cản người ta đã đổ thêm một cái cản ở trên rồi, để anh chị đi chơi anh chị chở đồ đạc nha. Chất cửa nè, qua luôn phần tắp ly cho anh chị coi nè, đây là tắp ly nè, da rim cho xe nhé. Đây nè, hai cánh là sau đó được đổ hết rồi, đổ này để người ta đựng nước, đựng thuốc cái gì đó. Nè, chất lóng cửa nè, rất liền lạc, không một xíu cong vênh luôn. Em đang quay ở giữa một cái trời rất là nắng, nắng chói chang luôn ạ. Ngay bờ hồ trung tâm thành phố Bảo Lộc đây. Con xe này thì bên Trần Anh cũng vừa mới lấy về thôi. Chất xe nó thì nó quá đẹp đi. Đây là anh chị thấy không ạ? Anh chị coi rồi, không có một xíu cong vênh luôn. Đó, nó đẹp lắm anh chị ơi. Con này siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này nó nằm tầm cỡ 6 lít trên 100 cây thôi. Đây nè, chị nẻo, em quay luôn phần chị nẻo cho chị coi nè. Đó chị thấy không ạ? À? Chị nẻo đó. Đó, nó còn đẹp lắm. Nội thất rất là sạch sẽ. Đây, anh chị thấy chất đóng cửa không nè, coi chất đóng cửa nè, rất nhẹ nhàng. Đây nè, những cái khoảng cách của nó nè, đây là những khoảng cách của nó nè, rất là đều đặn, không bị cong vênh nha anh chị nhé, không bị cong vênh bất cứ một xíu gì nha. Đây nè anh chị thấy không, nó khít đến cỡ này nè, nó khít lắm, không có bị cong vênh bất cứ một khoảng gì nha. Xe này không có tí cứng đụng luôn. Bốn cửa quay phần chị nẻo cho anh chị coi hết nhé. Đây là chị nẻo nè anh chị ạ. Đó, nó cọp quá mà. Xíu nữa Trường Anh sẽ test con xe này cho anh chị nha. Tại vì xe này
Trường Anh cũng vừa mới lấy về xong, chị nẻo ở đây nè. Đó, những đây là những cái sóng lường nè. Xe đã được sơn lại hết nguyên con rồi, nhưng mà chủ nhà đã sơn một nước sơn rất là xịn. Con xe này quá cọp luôn. Đây ạ. Xe này là Trường Anh mua xe chính chủ luôn nha anh chị nhé. Nè, đây cũng đã được đồ hết rồi, bốn cái này để đồ được nước nè, gương nè, kính nè, đó chỉnh rất là mượt mà anh chị thấy không? Bốn cánh còn hoạt động được ok hết nha anh chị nhé. Nè, đó, không thiếu một cái gì luôn. Bên đây cũng vậy nè, bên đây nè, đó, rất mượt mà luôn. Kia cũng vậy nè. Vậy thấy không ạ? Đây là cửa tài chính nè, cửa bên tài là điều chỉnh cho hết bốn cánh toàn diện nha anh chị nha. Em quay luôn phần nách cho anh chị coi, chị nè trong nách nè. Đó, nó không có bị mất một xíu gì luôn nha anh chị nha. Xe cọp lắm, xe đã sơn lại rồi. Xe có sao nói vậy? Em quay luôn cột kèo anh chị coi nè, cột kèo của nó nè. Không có cong vênh, không có cứng đục bất cứ một khoản gì nha. Anh chị mua xe bên em cam đoan cho anh chị là xe không ngập nước, không có bị cứng đục nha. Thì cái chất xe bên em là chất xe bán trong, chất xe ở trong miền Nam nha anh chị nha. À, đây là cả ba ga nè, ba ga để đồ nè. Cái này là anh chị có thể để được rất là nhiều đồ trên xe này luôn. Anh chị không thích anh chị có thể mở ốc này ra nha. Đây nè, mở ốc này ra nè, gỡ đi, gỡ ra và cất đi. Chừng nào thích đi du lịch thì ráp cản ba ga vào thôi. Đây nè, ba ga để đồ nè, xe rất ok. Em đi vô phòng máy em test cho chị xem nhé. Đây nè, cái lái trợ lực rất nhẹ nhàng. Vô lăng nè anh chị, nhìn vô lăng nè, những chấu vô lăng của nó nè, phân ra theo xe nè, còn nguyên zin hết, rất nhẹ nhàng. Em dùng một ngón út thôi nè, em đề nè, còi đèn còi xi nhan nè. Đó, xe nó còn cọp lắm. Đây, mọi thứ chức năng hoạt động hết, máy lạnh đang mở luôn. Em đạp phòng tui nha chị coi nè. Đây nè, đạp lên 5.000 vòng trên phút luôn chị thấy không? Mà máy nổ rất là êm, máy chưa chạy luôn mà máy nổ rất là êm nha. Được tích hợp là chủ nhà đổ theo một cái cam này, cam dê đây nè, cái cam hành trình chứ. Đây nè, đó, đây là cái cam hành trình đây nè, rất là mát. Nhưng xe này đầy đủ đi chơi, không phải thiếu bất cứ một khoản nữa. Nhạc nhóm thì nghe bình thường nha. Đó, đầu đĩa nè, chủ nhà đổ thêm đèn gầm nè. Đó, đi đêm rất là sáng, rất đẹp luôn. Mua về là sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một khoản nào hết. Cái lái trợ lực đây, cái lái trợ lực mà rất nhẹ anh chị không, ngồi một chỗ là xoay vô lăng luôn, rất ok với chiếc xe này luôn. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì anh chị? Xe còn đẹp quá mà, túi nỉ nè, túi nỉ theo xe nè, đã bọc mà, chủ nhà người ta đã bọc ốp vô lăng nè, anh chị thấy không? Ốp vô lăng, người ta đã mua, người ta bọc lại cái vô lăng này hết rồi, ốp vô lăng đây, đây. Mọi thứ chức năng nè, báo nè, báo cửa nè, báo thắng tay nè, báo dây đeo an toàn nè. Mọi thứ chúng ta còn hoạt động được hết nha. Xe này nó cọp quá mà, bên em nhìn cho xe 64 tỉnh thành luôn. Em đang đóng AC mới lạnh nè, test nè. Ở đây thì chị nghe mới lạnh là tốt luôn chị ơi. Con này đi cái nhỏ gọn, đi trong thành phố luôn rồi, rất là nhỏ gọn nha, nó không có lớn chiếm nữa nha. Chạy những cái hẻm hóc luôn, ok luôn. Gia đình đi chơi, đi tầm thiện luôn, rất là tuyệt vời với cái con xe này luôn chị ơi. Đó, xe đang mở mới lạnh đó, mát rười. Em test luôn dàn nóng mà. Đây nè, em test luôn cái dàn nóng cho chị xem nè. Là dàn nóng của em nó mở rồi nhá. Nóng mà. Có hơi nóng luôn anh chị ơi. Mọi thứ chức năng còn hoạt động nhé. Không có đĩa em thử cho anh chị xem. Không có đĩa, có đĩa là em thử cho anh chị xem. Nãy em có thử ở nhà chủ nhà, mọi thứ chúng ta còn hoạt động được hết. Ở chủ nhà lấy lại cái USB rồi. Đây, đó là cái phòng xe đây, cột trước ở đây nè,
Con này là đời 2009 nha anh chị nha. Nè, người ta ốp nỉ da kiều nè, đây nè. Da nè. Đó. Ốp táp lô nè. Phân gai nè. Đây là phân gai của cái con xe nè. Anh chị thấy không? Còn rất mới. Mua về chỉ việc sử dụng, đây nè, phân gai đó. Đó phân gai đó, xe mới lạnh mắt rồi luôn. Test luôn phần máy cho anh chị xem nhé. Xe này nó còn cọp lắm. Mua về chỉ việc sử dụng thôi. Không phải là bất cứ một khoản nào với chiếc xe luôn nha. Bên em bán xe ra, bên em cam kết với anh chị là không ngập nước, không cấn đụng nha. Con này đăng kiểm nè, đăng kiểm còn sâu nè. Đây là cái ngày đăng kiểm của nó, đăng kiểm tháng 1 năm 2020 đây. Đó, ngày 15 tháng 1 năm 2020, bộ cục đăng kiểm Việt Nam luôn. Xe này anh chị thích rút hồ sơ thì rút được nha. Tại vì xe này, xe bên em là em mua cái con xe này xe chính chủ, cho anh chị cứ yên tâm vào cái chiếc máy đây nè. Cụm đèn của nó là cụm đèn theo xe, nó được ốp toàn bộ inox hết rồi anh chị thấy không, còn rất mới chó đèn nè. Đó, ốp toàn diện hết inox rồi, biểu tượng logo là Chevrolet nè. Dòng xe này là dòng xe của Mỹ nha anh chị nha, cho nên là chạy về cái chất xe anh chị không sợ bị hư hoặc là nằm đường đâu. Đây nè, cái đèn ở đây cũng còn rất mới nè, ốp toàn diện inox hết rồi. Đây nè, đèn gầm nè, đèn gầm người ta đã ốp inox có toàn diện rồi. Đó, xe đó kẹn gió đó, không có bị là một xíu là tung đột nhiều con xe đâu nha anh chị. Em test luôn phần máy cho anh chị xem nhé. Đây là phần máy nè. Ô, máy nó đẹp lắm anh chị ơi, chỉ nẻo à. Để em chống lên em quay chi tiết cho anh chị xem với con xe này. Đây nè, đó chiếc xe nè. Em quay lên phần chỉ nẻo cho anh chị coi nè. Đây là chỉ nẻo nè. Đó chị thấy không, nó cọc quá mà. Đó chị nẻo đó, con này không có một xíu cứng đụng luôn nhé. Mua về là chạy sử dụng thôi, không phải là không biết có một khoản gì luôn. Là những cái đinh tán sóng dằn theo nhà xuất này, còn nguyên zin này anh chị thấy không, không có mất có một xíu gì nhé. Đó là cái xe bên Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể cho tất cả các anh chị. À, em test cho anh chị nè, máy nè, máy rất là sạch sẽ nè, em đang mở máy lạnh luôn nha, máy đang hoạt động nè. Đây nè, giá đỡ của thân máy nè, ốc nè nguyên zin theo xe nè, chưa có dấu hiệu được khui mở luôn nha. Xe là cái máy chưa có bung luôn chị ơi, ốc bị màu nè, ốc bị màu đỡ dàn máy nó còn nguyên zin nè, máy nổ nè. Con này thì IC là 1, 2, 3 IC là nó xài qua 3 cái mét full nha anh chị nha. Đó, máy nổ nỉ nè, nỉ cách nhiệt theo xe nè, không có bục mọt, không có đắp bất cứ gì luôn nha. Đây à, đây à, còn nguyên zin nè, còn nguyên zin hết luôn con xe này luôn, nó đẹp quá mà. Test luôn phần máy cho anh chị coi nhé. Đây nè, xe nè không có xíu độ hơi luôn, được không ạ? Đó, không có một tí độ hơi luôn, máy nổ êm lắm. Mua xe này rồi về chỉ việc sử dụng, không phải là không bất cứ một khoản nào nha anh chị nha. Nó xài qua 3 cái IC cho nên xe này nó không có bị hư vạch dọc đường đâu, chị cứ yên tâm. Và cái chất xe bên em bán ra nha, bên em bán ra bên em bảo hành cái móc cho anh chị luôn. Đây nè, nước nè, nước là mát nè, đầy đủ hết nè. Dầu trợ lực đây. Đó, còn mới tinh nè. Dầu thắng nè. Hộp điện theo xe nè, hộp điện theo Chevrolet nó còn nguyên luôn, nguyên bản luôn. Con này mua về chạy không phải là không bất cứ khoản nào, em test cho anh chị xem nhé. Và sóng lườn của nó nè. Đó, sóng lườn con này không có xíu cũng đục luôn nha anh chị. Dằn của nó nè còn nguyên hết, bên đây cũng vậy nè, sóng lườn rồi. Xe đẹp lắm chị ơi, mua về là sử dụng thôi. Em quay luôn cái phần gầm bệ cho anh chị xem về cái chất xe này nhé. Đồng sơn của con xe đây. Em quay giữa cái cây đây, em đứng ở giữa cái bóng cây đây. Quay về rất là mát. Đây là trung tâm thành phố Lộc, đây còn rất là nhiều cái xe cổ nha. Bên đây là hội chơi xe cổ anh chị thấy không? Xe con cóc, xe gì cũng có. Rồi em uống cà phê ở đây, em vừa mới lấy con xe này về, em đậu luôn cái con xe Chevrolet ở đây.
Con này bây giờ anh chị về anh chị tẩy rửa sơ qua rửa sơ thôi. Nó mới kéo luôn. Quay luôn phần gầm cho anh chị xem nè. À, gầm bè rồi. Đó đầy dằn á, đầy dằn theo xe á. Không có mực mọt bất cứ khoảng nào nha. Anh chị ơi nhanh tay gọi cho em để sở hữu được em này nhá. Xe đẹp lắm. Bên em nhận cho xe 64 tỉnh thành nha. Đó chị thấy không? Không có mực mọt bất cứ khoảng nào luôn. Là đinh tán nè, đinh tán thôi xe nè. Nguyên nè. Máy móc em đang mở máy lạnh luôn nè. Em quay phần máy cho anh chị coi nè. Rất là khô ráo anh chị thấy không? Máy lạnh đang chảy luôn anh chị. Đó xe này đẹp lắm. Anh chị không mua, anh chị mua xe gì anh chị? Xe nó còn cọc nữa cỡ đó. Chạy một vòng em test con xe này cho anh chị xem nhé. Đây em quay luôn phần cabo sau cho anh chị coi nè. Em mở cái cốp này em quay luôn phần cabo sau cho anh chị xem chất xe nha. Nè nó được trang bị rồi. Lóc cửa nè. Vậy không? Lóc cửa nè. Đây nè. Mở cửa lóc cửa nè. Mọi thứ chức năng còn hoạt động rồi hết á. Chủ nhà rất kỹ. Đóng hơn cái bao da vô nữa. Đây. Đây nè. Quay cho anh chị coi phần sau nè. Phần sau của cái bô nè. Đẹp lắm không mất phần nào. Sơn thì đã được sơn là hết nguyên con. Chủ nhà người ta sơn chứ không phải em sơn nha anh chị nha. Đó chị nẹo đó. Chị nẹo của cabo sau đó. Đó. Qua cái thời gian thì nó có mất một khúc chỉ đây thôi nha anh chị nha. Nó có mất khúc nè, kiểu chị nẹo của nó nè. Nguyên zin theo xe nè. Đó. Đây nè. Sóng lường phía sau nè. Sóng lường phía sau nè. Chị nẹo đinh tán sản xuất nè. Không bị cứng đục bất cứ một khoảng gì nha anh chị. Con xe nó cọp mà quá sức với con xe này luôn à. Đẹp quá đi. Đây anh chị tới anh chị coi xe tận nơi thì anh chị với test xe anh chị thấy cái lời Trường Anh nói nhé. Em không bao giờ em nói bậy hay là em nói bừa xe xấu mà nó sẽ đẹp đâu. Xe có như thế nào em nói như vậy nhé. Ở chị nẹo đó anh chị thấy không? Đây nè, tấm này tấm này nè. Chủ nhà đã được độ lại rồi. Độ tấm che nè. Tấm che phía sau nè. Đây là em quay luôn cái phần cốp sau nè. Anh chị thấy không? Chủ nhà người ta độ nè. Mấy cái tấm này là để người ta để che nắng đi. Che nắng đi. Đó. Xe còn đẹp lắm. Đây nè. Vỏ xe cua nè. Đây là vỏ xe cua nè. Và lường sau nè. Không có một bất cứ một khoản gì nha. Và xe cua cũng còn được 70% mới tinh. Mua về là chạy thôi. Đây nè. Đây là cái lường sau của nó nè. Con này xíu nữa em đi cho qua công nghệ em rửa sơ cái xe thôi. Rồi cái xe này nó bóng loáng như mới luôn. Như nàng thiên nghe. Rất đẹp, rất cọp với cái chiếc xe này luôn. Đó, đóng cửa rất nhẹ nhàng anh chị thấy không? Chiếc cửa đóng đó. Anh chị nào mua thì liên hệ với em nhé. Em bây giờ em chạy em test thử một vòng cho anh chị xem chiếc xe này như thế nào. Xe còn cọp quá không? Đây. Con này giờ anh chị mua về anh chị việc sử dụng. Không phải làm bất cứ một khoản nào hết. Đó, máy đề nhẹ phát nổ luôn. Xe nè. Xe rất cọp vậy không? Đó, xe nè. Chạy con số vô rất là mượt mà luôn. Rất là thoải mái với cái chiếc xe luôn. Đẹp lắm chị ơi. Đấy, chạy đây. Mọi thứ chức năng nè. Trên đồng hồ tu máy báo km báo xăng báo bình hoạt động được hết nha anh chị nhé. Không có thiếu bất cứ một khoản nào đâu. Em đang đứng ở đây là chỗ này là trung tâm thành phố cà phê nha anh chị nhé. Đó mai mốt mà anh chị mà tới đây này uống cà phê là buổi sáng ngắm bờ hồ ngắm biển này ngắm sông ngắm suối này. rất là tuyệt vời anh chị thấy không à. Đây, chỗ này nè cà phê không anh chị
Đó, quá đẹp luôn. Xe này còn cọp lắm. Mọi thứ chức năng hoạt động được ok hết. Đời hai lần chính mà tìm được cái xe nó cọp như vậy hơi bị khó kiếm. Anh chịu không à? Đó là em chạy em test đó. Máy êm lắm, ngồi trong là không nghe bất cứ một tiếng máy gì luôn anh chị nha. Xe này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, không phải là không bất cứ một khoản nào luôn. Đấy là chiếc xe nè. Đó, xe nó cọp quá mà. Mọi thứ chức năng hoạt động ổn định hết, mua về là chạy, mua về là sử dụng, không phải là bất cứ khoản gì. Vậy thôi à. Đó, đây là phong dáng mà em muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị đây. Trung tâm thành phố Bảo Lộc, Hồ Hồ đây. Đó, khung cảnh rất là đẹp, rất là mát. Em đang uống cà phê với những ông anh của em đây. Đây, ngồi đây là quán cà phê lầu nè. Anh chị mai mốt có dịp ghé tới salon ô tô bên em thì nhớ alo cho em nha. Em sẽ mời anh chị được những ly cà phê ngon nhất nha. Đó là cái chiếc xe mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị. Rất đẹp, dáng bị trang bị bộ tem thể thao. Đó, em quay rất là chi tiết nha, mà em quay rất kỹ luôn. Và một lần nữa Trường Anh xin chúc cho toàn thể tất cả các anh chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của Trường Anh Auto để nhận được thật là nhiều xe giá rẻ nha anh chị.